Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Như vậy mọi người đã biết, meta mùa 10 đang ngày càng thay đổi một cách phức tạp và đầy thú vị hơn trong mùa giải 2020. Đặc biệt, nửa trên bản đồ có vai trò quan trọng hơn trước rất nhiều. Kèm theo đó là tầm ảnh hưởng của những người đi đường trên. Ngoài ra thì lúc này đây đang là thời điểm mà các vị tướng mới được làm lại tung hoành trong meta, cũng như các chỉnh sửa liên quan đến ngọc chinh phục phát huy tác dụng. Chính vì vậy, bên cạnh lựa chọn những con bài theo sở thích thì các bạn cũng nên tận dụng những vị tướng đang được đánh giá cao trong phiên bản cập nhật hiện tại để đảm bảo được phần thắng cho mình. Và với mục đích giúp cho các bạn có được những sự lựa chọn hợp lý thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu top 5 vị tướng đường trên đáng để thử ở phiên bản 10.13 nhé. Nếu các bạn đang hóng tựa game Liên Minh Mobile tốc chiến thì đừng quên subscribe cho kênh mới của tụi mình nha. Link bên dưới phần mô tả đây ạ. Thứ nhất, Volibear, bão tố cuồng nộ. Sau khi được chỉnh sửa sức mạnh ở phiên bản trước thì Volibear hứa hẹn sẽ khuynh đảo đấu trường công lý. Về mặt tổng thể, bộ kỹ năng của Volibear đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nổi bật nhất là cơ chế cấm trụ của chiều cuối, tương tự nhiễm trượng Overbreaker, tưởng chừng như đã bị lãng quên mãi mãi. Nhờ những sự điều chỉnh kịp thời của Riot Games mà đã có tới gần 10% người chơi sử dụng vị tướng này trong xếp hạng đơn. Đồng thời có gần 51,14% số lượng game thủ giành được chiến thắng. Chuyển sang bảng ngọc bổ trợ. Sau khi chinh phục bị nerf thì tại máy chủ Hàn Quốc, nhiều game thủ đã lựa chọn sẵn sàng tấn công ở nhánh chính chuẩn xác nhằm gia tăng sát thương cho Volibear. Ở hàng thứ hai với Đắc Thắng, vị tướng này có thể hồi lại 12% máu đã mất mỗi lần tham gia hạ gục con mồi. Kế đến, huyền thoại kháng ứng sẽ bổ trợ khả năng lao vào của chú gấu này, trong khi chốt trận cuối cùng sẽ giúp Volibear gây thêm sát thương khi bản thân còn dưới 60% máu. Tiếp tục đến với nhánh phụ kiên định, tàn phá hủy diệt và giáp cốt sẽ giảm sát thương gây ra bởi đối phương, cũng như cải thiện một chút khả năng đẩy lẻ với lượng sát thương vật lý được gia tăng lên công trình. Hiện tại thì có gần 15,12% người chơi lựa chọn bảng ngọc này, trong khi tỷ lệ thắng của nó cũng khá cao là 54,22%. Cuối cùng, chúng ta sẽ chuyển sang trang bị dành cho Volibear đường trên. Theo như những gợi ý đến từ các thanh niên Hàn Quốc, thì kiếm súng Hextech, giáp liệt sĩ và giáp tâm linh là những thứ phù hợp với Volibear khi chúng cung cấp sát thương, khả năng hồi phục cũng như là giảm thời gian hồi chiều. Cái lên đồ này đang rất được ưa chuộng, với tỷ lệ chọn 7% và tỷ lệ thắng đạt 50%. Một điểm thú vị về Volibear đó là khi được đánh cặp bài trùng với lại bát thì các bạn có thể khóa trụ trong thời gian rất dài. Ngoài ra thì so với mặt bằng chung thì Volibear sử dụng mana khá là ít, do đó bạn có thể trao đổi chiêu thức bằng W điên cuồng cắn xé mà vẫn lời máu. Đặc biệt, chiêu cuối lôi thần giáng thế có thời gian hồi rất lâu, do đó bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng nó nhằm đảm bảo mình sẽ luôn ăn mạng và an toàn. Thứ hai, bóng thép Camille. Có lẽ vị tướng carry đường trên như Camille được thiết kế chủ yếu để tăng tiến sức mạnh và tiếp quản trận đấu trong giai đoạn sau. Cô ta là một đấu sĩ sở hữu một trong những chiêu cuối giao tranh mạnh nhất trong game. Cô lập hoàn toàn một kẻ địch với đồng đội của chúng chỉ bằng một nút bấm. Những yếu tố này khiến Camille trở thành một lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong số các tướng đường trên ở phiên bản 10.13, đồng thời cho phép cô thống trị giai đoạn cuối game và dễ dàng giành chiến thắng trong một trận đấu có tiết tấu chậm. Với tỷ lệ thắng là 55% và tỷ lệ chọn là 6%, rõ ràng Camille hiện đang được tin dùng trở lại. Do đó, trước khi Riot Games nhắm vào cô ta thì tốt nhất bạn nên hay tận dụng đi ạ. Về bảng ngọc bổ trợ, ở nhánh chính kiên định, các bạn hãy lựa chọn quyền năng bất diệt để giúp Camille gây thêm sát thương và hồi phục cho bản thân. Kế đến, nền khiên sẽ cộng thêm một chút giáp và kháng phép. Đồng thời, mỗi khi nhận được một lớp lá chắn mới sẽ gây thêm sát thương liên tục lên mục tiêu. Hàng tiếp theo, giáp cốt vẫn là sự lựa chọn quen thuộc khi giảm sát thương do kỹ năng của kẻ địch gây ra, trong khi lan tràn sẽ tăng máu cho bạn dựa trên quái và lính địch chết gần đó. Chuyển sang nhánh phụ cảm hứng, bước chân mầu nhiệm và giao hàng bánh quy
Lần lượt là những ô ngọc mang lại một đôi giày miễn phí, cũng như gia tăng khả năng trụ đường dành cho Camille. Hiện tại có 37,71% số người chơi lựa chọn bảng ngọc này. Đi cùng với đó là tỷ lệ thắng 55,21%. Về mặt trang bị, thì bộ ba dìu mãng xà, tam hợp kiếm và vũ điệu tử thần chính là những món đồ cần thiết cho Camille. Bên cạnh gia thương thì chúng còn bổ sung rất nhiều khả năng hồi phục. Do đó thì vị tướng của chúng ta hoàn toàn không ngán bất kỳ kèo đấu tay đôi nào. Đôi hiệu quả của cách lên đồ này là rất cao khi tỷ lệ chọn của nó lên đến 29% và tỷ lệ thắng là 68%. Tóm lại, Camille luôn được nhiều người chơi yêu thích sử dụng với bộ kỹ năng khá toàn diện, sát thương lớn, chống chịu tốt, độ cơ động cao. Cô nàng là sự lựa chọn tuyệt vời cho việc leo danh xếp hạng đơn đôi. Hơn thế, Camille còn rất được ưa chuộng cho đấu trường chuyên nghiệp nữa. Nếu bạn dành nhiều thời gian luyện tập kỹ năng combo của cô nàng, bạn sẽ dễ dàng bắn hành được cho rất nhiều vị tướng khác rồi ạ. Thứ ba, Jax, bậc thầy vũ khí. Chắc chắn các bạn đều biết Jax là một trong những đấu sĩ vô cùng khó chịu, kẻ có thể solo điên cuồng ngoài tầm kiểm soát và thậm chí có thể tạo nên highlight. Điểm đặc biệt lớn nhất của Jax ở đường trên là khả năng đấu tay đôi với bất kỳ vị tướng nào. Tất cả kỹ năng của hắn đều hướng đến việc đọ tay to tuyệt vời, nhưng có lẽ nổi bật nhất là chiêu E phản công. Nó cho phép vị tướng này tránh khỏi tất cả các đòn đánh trong thời gian ngắn và sau đó phản đòn bằng cách làm choáng tất cả kẻ thù xung quanh. Nếu cắt đúng thời điểm, bạn có hoàn toàn có thể tránh được bất kỳ sát thương nào đến từ đối thủ đi đường của mình và sau đó nhanh chóng đáp trả trước khi chúng có thể tấn công. Tại phiên bản này, Jax đang có tỷ lệ thắng hơn 53% và tỷ lệ được chọn ở mức 8%. Về bảng ngọc bổ trợ, chinh phục vẫn là sự lựa chọn phù hợp ở nhánh chính, chuẩn xác nhằm gia tăng sát thương và khả năng hồi phục dành cho vị tướng này. Kế đến thì với đắc thắng, sẽ hồi lại cho Jax 12% máu đã mất sau khi tham gia hạ gục mục tiêu. Tiếp theo, huyền thoại tốc độ đánh sẽ gia tăng khả năng gây sát thương bằng các đòn đánh tay, trong khi nhát chém ân huệ lại đảm bảo con mồi thấp máu phải nằm xuống. Chuyển sang nhánh phụ cảm hứng với hai ô ngọc giao hàng oánh quy và thuốc thời gian sẽ giúp Jax trụ đường tốt hơn. Độ tin cậy của bảng ngọc này thì khỏi cần bàn cãi, khi có đến 84,56% người chơi sử dụng và 52,93% là tỷ lệ thắng của nó. Về mặt trang bị thì gươm của vua vô danh, tam hợp kiếm và vũ điệu tử thần là những món đồ chấn phái dành cho Jax. Bởi lẽ ngoài sát thương và tốc độ đánh thì khả năng hồi phục cũng như gây hiệu ứng trên đòn đánh sẽ giúp vị tướng của chúng ta trở nên nguy hiểm hơn trong giao tranh. Chính vì vậy, nếu bạn nắm vững được cách chơi con bài này thì bạn sẽ có rất nhiều lợi thế trước đối thủ cho các pha trao đổi chiêu thức. Ngược lại thì mỗi khi để cho Jax xanh sao thì đó đúng là một thảm họa, bởi hắn ta có thể dễ dàng gõ cả tim bạn thành bã. Thậm chí là những vị tướng mong manh như xạ thủ chỉ cần đến 2-3 gõ thôi là sẽ lên bảng đếm số ngay lập tức. Hiện tại đã có gần 27% người chơi lựa chọn kiểu lên đồ này và đồng thời tỷ lệ thắng của nó là 69%. Thứ tư, Hầu Vương Hu Công. Kể từ khi được làm lại thì Hu Công luôn góp mặt trong danh sách những vị tướng mạnh nhất ở đường trên. Rõ ràng bộ chiêu thức của hắn ta có vẻ như quá OP với cơ chế cộng dồn, tăng giáp và hồi máu từ nội tại, mình đồng ra sắt. Trong khi phân thân đến từ chiến binh tinh quái và chiêu cuối có thể kích hoạt tới 2 lần liên tiếp trong một thời gian ngắn. Tại phiên bản cập nhật 10.13, vị tướng này đang có tỷ lệ được chọn rơi vào khoảng 10%, đồng thời tỷ lệ thắng đang ở mức 51,04%. Dưới bảng ngọc thì không điểm ngọc nào dành cho Hu Công phù hợp hơn chinh phục vào thời điểm này, khi ngoài cung cấp cho Ngộ Không sát thương thì còn bổ sung khả năng hồi phục rất cần thiết cho vị tướng này. Bên cạnh đó, chiêu cuối lốc xoáy mỗi lần gây sát thương đã được tích điểm cộng dồn chinh phục, nên Hu Công gần như khi sửa lại là đã chắc chắn dùng chinh phục mặc cho nó có bị nerf đi chăng nữa. Tiếp theo ở hàng thứ hai, chúng ta sẽ lựa chọn đắc thắng giúp Ngộ Không được hồi lại 12% máu đã mất sau khi tham gia hạ gục mục tiêu. Kế đến thì với điểm ngọc huyền thoại tốc độ đánh thì Hu Công sẽ được gia tăng khả năng gây sát thương tay, trong khi chốt trận cuối cùng sẽ giúp vị tướng này gây thêm sát thương lên đối phương khi bản thân còn dưới 60% máu. Chuyển sang nhánh phụ cảm hứng, với là hai sự lựa chọn thông dụng là giao hàng bánh quy và thuốc thời gian.
Hiện tại bà Ngọc này đang có tỷ lệ thắng 51% và tỷ lệ được chọn là 80%. Về mặt trang bị thì combo đồ được nhiều game thủ tin dùng là gương của vua danh, giúp Ngộ Không không quá e ngại những con bài chống chịu đường trên, cũng như có được một lượng sát thương ổn định ở giai đoạn giữa trận đấu. Dìu đen và vũ điệu tử thần lần lượt là hai trang bị lớn tiếp theo, khi chúng cung cấp cho Wukong một lượng sức mạnh công kích đáng kể, máu và giảm hồi trường. Bên cạnh đó thì trang bị vũ điệu tử thần có mang lại khả năng hồi máu và có thể lên đến 33% với chiêu thức diện rộng. Độ hiệu quả của cách lên đồ này đang là rất cao, tỷ lệ được chọn là 15,24%, trong khi tỷ lệ thắng lên đến 58%. Thứ 5, Renekton, Đô Tể Sa Mạc. Trong meta cực kỳ hỗn loạn như thời điểm này, thì cộng đồng đang dần ưa chuộng Renekton. Đó chính là nhờ gương của vua vô danh, trang bị giúp Renekton chặt chém mọi đối thủ dù là nhiều hay ít máu, nhờ khả năng kích hoạt hiệu ứng đòn đánh thường nhanh chóng từ W. Đặc biệt là khi solo tay đôi với các tướng tanh đường trên, tới giai đoạn late game, Renekton có thể có chút yếu đi, tuy nhiên thì vẫn đủ sức để quẩy nhiệt tình trong giao tranh nếu bạn biết cách lên đồ hợp lý. Hiện tại thì tỷ lệ được chọn của con bài này đang ở mức trên 9% và tỷ lệ thắng khoảng 50%. Về bảng ngọc bổ trợ, nhánh chính vẫn là chuẩn xác với điểm ngọc sẵn sàng tấn công, giúp gia tăng sát thương lên kẻ địch. Tiếp theo là đắc thắng sẽ rất có ích vì Renekton sẽ được hồi lại 12% máu đã mất khi tham gia hạ gục và một chút tiền nữa chứ. Điểm ngọc kế tiếp sẽ là huyền thoại tốc độ đánh nhằm gia tăng khả năng gây sát thương bằng các đòn đánh thường. Ô ngọc cuối cùng bên nhánh chính sẽ là chốt chặn cuối cùng, giúp gây thêm sát thương khi bản thân vị tướng này dưới 60% máu và đạt tối đa ở mức 30% máu. Chuyển sang nhánh phụ, kiên định được đại đa số người chơi tin dùng. Hai điểm ngọc lần lượt là tàn phá hủy diệt, giúp gia tăng sát thương của Renekton lên các công trình, và giáp cốt làm giảm sát thương phải chịu từ kẻ địch, từ đó phần nào bổ sung một chút sức chống chịu cho vị tướng này. 62,65% đang là tỷ lệ được chọn của bảng ngọc này, đồng thời tỷ lệ thắng của nó đang ở mức 50%. Về mặt trang bị, gươm của vua vô danh, dìu đen và vũ điệu tử thần chỉ là món đồ phù hợp cho khả năng lao vào gây sát thương của Renekton. Ngoài ra thì nó cũng giúp cho vị tướng này sống sót lâu nhất trong giao tranh nhờ được cung cấp rất nhiều hồi phục. Cuối cùng, tỷ lệ thắng của cách xây dựng trang bị kiểu này đang ở mức 56% và tỷ lệ được chọn rơi vào khoảng 10%. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về top 5 vị tướng đường trên đáng chơi ở phiên bản 10.13 của Cà Phê Liên Minh. Mong rằng những con bài kể trên sẽ giúp cho các bạn có được những sự lựa chọn ưng ý để sử dụng trong chế độ xếp hạng đợt. Điểm mạnh và điểm yếu của chúng thì đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, để có thể đạt được hiệu quả thì các bạn phải tập luyện chăm chỉ và thật sự hiểu rõ về vị tướng mà mình định chơi đấy nha. Cuối cùng, sau khi xem xong video, các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe, thì nó hoàn toàn miễn phí đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.